Quý vị rửa mặt giùm em hai loại. Một á là quý vị rửa giùm em là sữa mặt xoàng. Sữa mặt xoàng nha, là nó sạch, có nghĩa là nó là xoàng đen đó quý vị. Nó là hộp xoàng đen 420 ngàn một tiếp à. Mà cái này nó có tới hai cái đầu tiếp lận. Đầu này á là để chà cái mặt của mình, còn cái đầu này để massage, đặc biệt là ngay cho cái vùng mắt của mình đó, cho nó đừng có bị mụn thịt. Còn đầu này chà, bạn chải đây đó. Đó, 420 nó là xoàng đen nha quý vị. Xoàng đen. Ở đây nó có nút off nào quý vị, dặn dặn cái nút on. Đó. Dặn ra giùm em. Và cảm ơn Mai Anh đã cho em ngôi sao nha. Rồi chai này 420 quý vị rửa chà chà lên mặt đó là xoàng màu đen. Đó, còn nếu quý vị không muốn xài cái này á, nó là bảo vệ bề mặt da cho quý vị, thì quý vị xài sữa rửa mặt bong bóng thải độc tố. Nó có hạt bong bóng nhỏ xíu vậy nè, nó rút từ cái chân lông của quý vị ra, rút cái dơ ra, thải độc tố. Chị ơi, em bị nám nhiều dữ lắm, em muốn sử dụng chai nám của chị, có chai mini không? Dạ không, chai này có 50ml thôi, cho nên là không có làm chai mini được. Đây là sữa rửa mặt bong bóng nha. Sữa rửa mặt bong bóng thì giá của nó là 480 ngàn. Khi quý vị mở nắp ra, quý vị thơm nó ra, quý vị rửa lên trên mặt này, mùi hương rất là nhẹ nhàng, lưu hương. Đặc biệt là làm căng da, tại vì nó thải hết cái chất dơ, nó căng cái da, nó lấy hết cái chất dơ, nó xùi bọt nguyên cái mặt lên, mà nó có xùi một đống luôn nha. Nó xùi nhỏ chi tiết á, nó rút hết chất độc ra đây đó, thải độc tố da đó là nó nha. Giá là 480 ngàn.